mỹ nhân hàng đầu màn ảnh tái hợp tình cũ sau 6 năm. Thời gian gần đây, dàn tiểu hoa đán 8X lần lượt trở lại với nhiều dự án mới, đặc biệt là cổ trang, Nếu Dương Mịch, Đường Yên, Lưu Thi Thi. Gây xôn xao khi hợp tác với toàn đàn em 9X thì cái tên sau đây gây phấn khích với màn tái hợp đáng trông chờ. Theo Tencent công bố, dự án cổ trang Giữ Phượng Hành đã vượt mức 4 triệu lượt đặt trước từ khán giả. Đây hiện tại là một trong những cái tên trọng điểm của hãng trong năm 2024 tới, nhất là thể loại cổ trang bên cạnh Khánh Dư Niên 2. Giữ Phượng Hành đánh dấu màn tái hợp đáng mong chờ của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sau 6 năm kể từ Sở Kiều Chuyện. Trước đó, nhiều tin đồn cho hay cặp đôi nhiều khả năng sẽ tham gia Sở Kiều Chuyện 2, song ekip đã không thể mời được nàng tiểu hoa 8X trở lại. Mặc dù khán giả chưa thể biết được số phận của Vũ Văn Nguyệt sau khi chìm dưới hồ băng lạnh giá, nhưng Giữ Phượng Hành vẫn được mong chờ nồng nhiệt. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh thủ vai Thẩm Ly, nữ tướng ma giới trốn xuống trần gian và được nam chính Hành Chỉ, Lâm Canh Tân cứu giúp. Dần ra, Thẩm Ly nảy sinh tình cảm với Hành Chỉ, không biết rằng Hành Chỉ là người mai mối cho Thẩm Ly và cuộc tình oan trái trước. Sau thành công tương đối về mặt số liệu của Hữu Phỉ, Triệu Lệ Dĩnh một lần nữa trở lại với cổ trang. Nữ diễn viên được xem là cái tên dẫn đầu dàn tiểu hoa lứa 85 nhất là ở mảng truyền hình và đang là cái tên truyền hình thành công với Gió Thổi Bán Hạ, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia. Hiện tại Giữ Phượng Hành được cho là thước đo lưu lượng của Triệu Lệ Dĩnh, nhất là trong cuộc chiến phim ảnh của dàn tiểu hoa lứa 85 sắp tới.